Lần đầu tiên gặp em thì anh cũng rất là vui. Chúc em là cũng cảm ơn em đã lên đây để hai đứa được gặp nhau. Anh cũng có món quà để tặng em. Chúc em là luôn xinh tươi vui vẻ như những đóa hoa. Và đây là hộp sô cô la thì cũng chúc em là luôn ngọt ngào và huyền bí như những viên kẹo sô cô la này. Dạ. Tặng bài hát luôn Thánh. Em cảm ơn anh. Dạ, em có một món quà tặng anh. Ok. Dạ, em gửi anh đặt đánh sổ. Thì em nghĩ là anh sẽ lưu lại những kỷ niệm và những cái điều mình hiểu biết vào trong cuốn sổ này. Với em thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Cho nên là hôm nay có duyên thì hai mình gặp nhau. Rồi, anh cảm ơn em về món quà này. Dạ. Ok. Làm MC luôn, hát luôn. Bây giờ em xin lại MC nhé. Kính thưa tất cả quý vị và các bạn, để có được ngày vui trọng đại hôm nay thì đôi bạn của chúng ta họ cũng đã phải trải qua bao nhiêu đêm dài thao thức, bao ngày dài mong nhớ nhớ mong, để rồi đi đến quyết định một vấn đề hệ trọng, đó là xây dựng hôn nhân hạnh phúc gia đình. Hôm nay sum họp trúc mai, tình chung một khắc nghĩa dài trăm năm, đôi ta như ánh trăng rằm sáng soi muôn thuở ngàn năm vẫn tròn. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng nhau hướng tầm mắt của mình về phía cổng hoa của hôn trường để chứng kiến tận mắt khoảnh khắc chú rể Quyền Linh cùng với cô dâu Dạ Thảo tiến về thềm hoa hạnh phúc của cuộc đời mình. Quá. Xin mời. Hờn quá anh Linh ơi, em hồi hộp. Anh nghe chú rể Quyền Linh anh sợ tên khác. Trời, em sợ cô dâu bên này nam thương cái chết em luôn á. Được. Rồi, bây giờ mình hãy nói cảm nhận về nhau như thế nào. Ấn tượng ban đầu của em thì anh là người khá tự tin. Rồi, cảm ơn em. Dạ, anh đúng như kiểu người em thích là có tri thức và tâm lý tinh tế ạ. Thưa muốn hỏi em một câu, vậy thì quan điểm của em về tiền bạc như thế nào? Này, có cái nhược điểm của em giờ mới nhớ ra, tức là em tiêu tiền rất là nhiều, tức là em được mọi người đánh giá rất là thoáng, nên cái vấn đề tiền bạc em đã mời ai đi nhậu hay là mời đi chơi là em bao tất cả luôn, chứ em không muốn là cái bo gì hết, em thoải mái. Còn tiền bạc vấn đề hôn nhân thì vợ chồng cũng xây đắp mà, nên mình phải có những cái khoản để dành gì đó thì vợ quản lý, nhưng mà vẫn có những cái khoản riêng của mình để mình còn đi này đi đó các thứ. Dạ. Đi này đi nọ đi đâu? Dạ thì đi tiếp khách cùng gặp bạn bè đó, cùng năm ba trai gì đó. Nói cho rõ, dạ. Đi này đi nọ mấy bà không có chịu đâu. À thế à? Bây giờ vấn đề là hẹn hò nè. Bạn chuyện hò đi, hai đứa hẹn sao? Em à, nếu mà mình có hẹn hò với nhau á, hôm nay em bấm nút thì rất là dễ, bởi vì em ở Bình Thạnh, em ở quận 12 thì cũng rất là gần. Và dạ, thực ra là em làm ở Bình Thạnh, em ở Thủ Đức ạ. À, Thủ Đức thì em cũng gần đó, em đi về chợ đầu mối rất là gần. Dạ. Em ở đoạn nào ở Thủ Đức? Dạ đúng, em ở gần chợ đầu mối luôn. À, em thế ở là Dịch Bình. Cách em có 3 cây số thôi. Hai đứa hẹn nhau chợ đầu mối đi. Đúng rồi. Đúng rồi, chợ đầu mối vào đó tha hồ mua trái cây các thứ để tặng Quyền Linh cùng Nam Thư và khán giả ở đây luôn. Ê cha, anh này khéo ăn khéo nói quá. Bây giờ trước khi bấm nút á thì em cũng muốn hát bài gì để tặng bạn gái không? Bây giờ bấm nút nè. Bây giờ dạ, trước khi bấm nút thì anh sẽ tặng em một đoạn trong một bài hát là Một Trái Tim Một Tình Yêu. Rồi, sáng tác của chị Đan. Khi gặp em, anh biết sẽ không còn ai hơn nữa, không còn ai thay thế em trong giấc mộng. Mưa mù hay băng giá cũng không làm anh chân bước. Đừng hoài nghi tình anh em nhé. Ngày hôm qua đó tình đã trao em, cho đến mãi hôm nay ân tình vẫn đong đầy. Và mai sau nữa yêu người càng đắm say. Có ai hơn tình em, một tình yêu, một trái tim cho em. Rồi, rất hay. Tôi nghĩ rằng đám cưới các bạn diễn ra rất hay lắm. Cô dâu chú rể tập bài hát này để cùng đồng điệu với nhau nha. Không gian này là của Châu đó. Mạnh dạn lên em. Tặng em một vòng. Dạ, em cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều. Đồng thời em cũng có món quà tặng anh. Có một cái câu mà em rất thích, đó là nếu như mà mình không thể thay đổi được sa mạc thì mình hãy biến thành sương rồng để thích nghi với nó. Cảm ơn em. Dạ.
Hay quá. Rồi, hai bạn ngắm nhìn nhau đi. Dạ, thì nhận xét thì bạn nữ rất là hiền và rất là xinh, da rất là trắng. Xem bó hoa ảnh có gửi theo cái thiệp đó là cái gì? Dạ. Dạ, em dạy vật lý cho nên em cũng có một bài thơ về cái chuyên môn của em. Gửi em, cô gái nhỏ, anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ, anh bối rối lạc vào miền cực lạc. Miền lực lạ. Miền lực lạ. Ta dạy vật lý em à. Ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương, miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời dạ. ơi, đọc ra thơ anh thấy nghe lạc vô miền cực lạc, anh giật mình. Dạ, tại cái để bằng nam đọc lại cho nó hay đi. Ta để đọc có... sao mà lạc gì mà ta ra thành cực lạc luôn kìa. Dạ, tại cái danh từ chuyên môn nó tránh hơi nhiều, cái từ cực nên... lạc nha. Anh gặp em cảm ứng một tình yêu, hai ánh mắt giao thoa và nhiễu xạ, anh bối rối lạc vào miền lực lạ, ngưỡng ân tình động lại những yêu thương, giải phương trình mà nghiệm mãi đơn phương, miền nỗi nhớ nhạt nhòa vâng sáng tối, điện trở bên em biết bao giờ có đổi, gian dở hoài một định luật tình yêu. Trời ơi, thầy dạy lý tặng đó. Tặng liền, đem qua tặng liền. Thầy dạy vật lý mà tôi tưởng thầy dạy văn chứ. Cái này mà mấy cô học trò mà nói không để ý thầy thì tôi không tin đâu, thiệt luôn á. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Tức là bây giờ anh khó có thể thay đổi, nhưng mà anh có thể dần dần thay đổi được không? Cuối tuần thì anh cũng sẽ chủ động nhắn tin hẹn em chứ không để em hẹn anh, chắc chắn luôn. Dạ. Chỉ cuối tuần mới nhắn tin thôi hả? Còn trong tuần là nín. Dạ, không hẹn đi thì mình dạ, chủ mình động phải thăm hỏi mỗi ngày chứ em ha. Dạ có, chị sợ bạn không có thời gian đâu, tại vì bạn làm trợ lý thì chắc thời công việc người ta không có thời gian, nhưng mà người ta vẫn muốn mình quan tâm, khi nào người ta rảnh người ta sẽ xem. Dạ, tại em sợ nhiều khi nhắn tin nhiều quá ta thấy phiền, em ngại lắm, tính em hay ngại lắm. Dạ. Không, anh đừng có ngại cái vụ đó, em không phiền đâu. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Giả sử như khi quen nhau đi chẳng hạn thì anh có thể chủ động hơn một xíu được không? Với em thì hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên tự nhiên bất tương phùng. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút. Tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em tặng anh cuốn sách ạ. Cảm ơn em. Chào ha. Gặp anh lần đầu tiên thì em thấy anh như thế nào? Có giống cái sự tưởng tượng của em ở ngoài không? Dạ, em thấy anh khá đẹp trai. À vậy ạ. Cũng có cảm tình. Cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em cũng xinh gái và cũng hiền lành, nhưng thùy mị có duyên. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Anh quan điểm như thế nào về tình yêu ạ? Quan niệm của tình yêu anh là phải chân thành, chung thủy, không được lăng nhăng. Và tình yêu phải trước sau như một. Em thì theo nguyên tắc 3T: thương yêu, tôn trọng và tin tưởng. Vậy dạ. hả? Những lúc mà rảnh thì anh thường làm gì ạ? Nói thật là anh có cái điểm xấu là anh hay ngủ. Dạ. Nên rảnh thì anh hay ngủ. Em thì rảnh thì em thích đi chơi. Mà em thích đi dạo lắm, dạo quanh thành phố vậy á. À, dạ. Mà em là không thích tự lái xe. À vậy thì hôm sau cho anh là người tài xế đưa rước em có được không? Dạ được ạ. Không nhớ. Gia đình. Kế hoạch lập gia đình như thế nào? Anh thì anh nói là 6 tháng tới 1 năm là tiến tới hôn nhân hả anh? Theo anh thì vậy, còn đang tùy thuộc vào tình yêu như thế nào. Dạ. Tình yêu mà đủ lớn thì có thể nhanh hơn cũng nên, đâu biết được. Dạ. Nãy nói hát, nói lát hát tặng bạn nữ đó. Mặc dù thì anh hát thì cũng được hay đâu. Thường thường ở nhà chị gái thì bảo là mày hát thì như bò đống. Nhưng để thể hiện tình cảm của anh thì anh sẽ cùng cố gắng hết mình để hát một bài hát gửi tặng em. Dạ. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ không làm em khóc, anh sẽ không bao giờ như thế. Anh sẽ cố làm tất cả để cho em tháng ngày bình yên.
Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm nhẹ buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em quên hết bao muộn phiền. Anh sẽ nâng niu vòng tay ấy, không để em một ngày xa anh. Trời. Nếu là anh, anh sẽ cùng em đi hết con đường dài. Khi buồn đau và khi hạnh phúc, luôn có em bên cạnh anh thôi. Nếu là anh thì anh sẽ hứa, dù mai sau hay ngày bây giờ, em sẽ luôn là tất cả, em vẫn luôn chiếm trọn tim anh. Ôi tuyệt vời. Ủa em hát bài gì vậy? Về mà em hát bài Nếu Là Anh ạ. Nếu là anh thì anh sẽ ru em ngủ đúng rất không? Rất tự tin, rất hay. Em hát cũng hay nhưng mà vì bạn gái nên em thì hết mình. Đúng. Không đúng rồi, nhiệt tình. Bạn gái đã rất là siêu lòng với bài hát của em. Ai buồn ngủ em hát bài này tỉnh ngủ luôn. Dạ đúng rồi. Chúc mừng luôn. Dạ. Sao em, cảm giác của em như thế nào? Dạ, em thì anh hát tuy không hay lắm nhưng mà em cũng rất thích ạ. Em nào cũng đáp lại ảnh gì không? Dạ, em cũng hát giờ như vậy thôi. Em hát giờ em hát tặng anh bài. Rồi. Đừng có níu lại em nha. Em theo anh qua những cánh đồng thơm lúa Việt Nam, nơi bao năm xa cách tương chừng hôm nay lớn dần. Lòng muốn rời rời xa xăm, gợi lại kỷ niệm khôn nguôi. Thương khói lam ban chiều và mái tranh thơ còn nằm nôi. Đây là một cặp song ca sống thần. Hai bạn hợp nhau, nói chung là hát thì vui ha, nói chung là rất là dễ thương, có duyên lắm á. Cho nắm tay cái đi, chưa có yêu nhau lần nào, chưa có tình đầu tình cuối gì, nắm tay thiệt chặt, nhìn kỹ vào mắt nhau xem có rung động gì hay chưa. Anh thấy con tim anh cũng rung lắm rồi, cũng muốn nhảy khỏi lồng ngực của anh rồi đấy. Em cũng thấy hơi rung rung. Em nghĩ là hôm nay mình tên đây là một cái duyên, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu sâu hơn. Mở rào. Chào em. Hôm nay rất vui là được biết em. Dạ em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà tặng cho anh. Cảm ơn em. Dạ. Đây là món quà anh đi du lịch nhiều nữa anh siêu tầm tặng cho em. Đây là 4 con linh vật Long Lân Quy Phụng. Dạ em cảm ơn anh. Em có hay thích đi du lịch hoặc là đi xem phim vào cuối tuần hay không? Đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn du lịch là em thích rồi. Tại vì em rất là thích đi du lịch, thích đi xem phim. Nói chung là em là một con người hướng ngoại, em thích xã giao. Em có suy nghĩ như thế nào về một người hướng dẫn viên như anh hay không? Suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều? Đúng rồi. Đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được. Khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á, em nghĩ là anh nên chọn một công việc ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình. Anh thì cũng có ý định là sau này thiên hướng về nghệ thuật tí xíu và làm về kinh doanh, thì em cảm thấy là có hợp với cái suy nghĩ của em hay không? Anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được? Anh muốn dẫn chương trình cho mọi người xem thôi. Ok. Chung là em cũng rất là thích sân khấu, thích nghệ thuật, thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật nếu mà có duyên á, biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình. Hy vọng là sẽ có dịp như thế. Thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi. Đi xuống luôn. Em có biết đi catwalk không? Dạ. Nếu mà anh không ngại em mời anh đi với em một đoạn ha. Ok. Thử coi xứng đôi không? Nào, cho chúng tôi một chút xíu music. 2, 3, bắt đầu. Lên quay một vòng nha. Tan 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 tan. Trời ơi, nhìn nó đã lắm chứ bộ giỡn hả? Được không ạ? Ơi, cảm ơn cặp siêu mẫu. Anh đi nhiều vậy rồi, hẹn lúc nào đi anh? Anh sẽ
chủ động sẽ là để cái lịch hẹn ra, em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó. Thì em thấy cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không? Dạ, nói chung là hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được. Em thích con đầu lòng là con gì? Trai gái đều được anh. Anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn. Dạ. Tại vì con trai đầu lòng giống bố thì đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn. Nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa. Nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một... Em thích gia đình là có anh trai em gái. Dạ. Yeah. Không có dễ đâu mấy cưng. Còn phải muốn là được đâu mấy cưng. Thì mình cứ ước muốn đi, còn thực tế thì nó tính sau. Em ăn trước là em kỹ tính. Còn ưu điểm của em là ham học hỏi, thích trẻ em. Dạ, ưu điểm thì là biết nấu ăn và biết chia sẻ mọi người xung quanh. Một bạn nữ rất dễ thương tí. Anh thấy là phải hút ngay thôi. Dạ, cảm ơn. Người đã khiến tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Em thích đàn ông có lông là sao? Người ta bảo có nhiều lông tay là giàu á anh. À dạ. Yeah. À, giàu lắm luôn đó. À, anh có thích nuôi chó không? Có. À, câu thứ hai là anh có thích trẻ con không? Có. Câu thứ ba là anh có thích em không? Có. Anh thì không thích nuôi con vậy, thích nuôi con vợ không à. Một con người bé nhỏ trong cái thế giới đó sẽ cố gắng từng ngày để làm cả thế giới của bạn. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.